Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Bản tin cập nhật những tin tức thời sự mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Triều Tiên có thể gửi 100.000 binh lính để chiến đấu cùng quân đội Nga trong cuộc xung đột với Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử phản ứng của các quốc gia NATO và Hàn Quốc. Ông Zelensky nhận định trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc KBS hôm 31 tháng 10, Tổng thống Zelensky cho biết, quân đội Ukraine báo cáo có 3.000 lính Triều Tiên ở tỉnh Kursk của Nga, đồng thời thúc giục các nước ủng hộ Ukraine phản ứng mạnh mẽ hơn. Ông Zelensky tuyên bố, nếu các nước không hành động, lực lượng Ukraine có thể phải đối mặt với một đối thủ mạnh hơn nhiều. Ông Zelensky nhận định, 3.000. 10.000 hay 100.000 quân tùy thuộc trực tiếp vào phản ứng, nếu phản ứng yếu sẽ có nhiều quân hơn. Tổng thống Zelensky cảnh báo Hàn Quốc nên lo ngại về kinh nghiệm trong chiến tranh hiện đại mà quân đội Triều Tiên sẽ có được khi chiến đấu chống lại Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng Seoul sẽ có lợi khi cung cấp vũ khí cho Kiev, điều mà chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc thực hiện để thử nghiệm chúng trong điều kiện chiến đấu thực tế. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh hỗ trợ toàn diện cho Nga trong hoạt động quân sự của Moscow. Đồng chí chủ tịch đáng kính Kim Jong Un đã đưa ra chỉ thị rõ ràng rằng chúng tôi không cần nhìn lại bất kỳ ai, kiên quyết ủng hộ quân đội và nhân dân Nga trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của họ. Ngoại trưởng Triều Tiên Choi Son Hui tuyên bố trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 1 tháng 11. Bà Chui khẳng định Triều Tiên sẽ luôn theo đuổi đường lối này. Theo Ngoại trưởng Chu Triều Tiên giữ vững lập trường ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bà cho biết Triều Tiên sẽ đồng hành cùng Nga cho tới khi Moscow giành chiến thắng. Bà Chu Hy nói thêm, chúng tôi không nghi ngờ gì rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của vị Tổng thống Nga đáng kính Vladimir Putin, quân đội và nhân dân Nga chắc chắn sẽ giành được chiến thắng to lớn trong cuộc đấu tranh thiêng liêng của họ để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ an ninh quốc gia. Chúng tôi một lần nữa đảm bảo với các bạn rằng, cho đến ngày chiến thắng, chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng những người đồng chí Nga nhà ngoại giao triều tiên nói thêm rằng bình nhưỡng coi sự hỗ trợ này là một chiến lược dài hạn nhằm củng cố liên minh với nga và đối phó với sức ép từ bên ngoài Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của 13 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới khu vực Kursk. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 11 cho biết các cuộc tấn công của hàng không và pháo binh của quân đội đã đánh bại sự tập trung nhân lực và thiết bị của các trung đoàn cơ giới 21, 41, 47 và 61, xe tăng 17, các lữ đoàn tấn công trên không 80, 82 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 cũng như lữ đoàn mục đích đặc biệt số 1, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 129 của Lữ đoàn vũ trang Ukraine và Lữ đoàn 17 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Ngoài ra, lực lượng hàng không chiến thuật và tên lửa đã tấn công lực lượng dự bị của 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Sumy. Các binh sĩ của lực lượng dù cận vệ thuộc nhóm Siver đã kiểm soát một con đập ở vùng Kursk. Một sĩ quan quản lý lữ đoàn cấp cao có biệt hiệu Zima nói với Ria Novosti, ông nói một trong những đội hình của lực lượng dù sau các hoạt động tấn công nhằm chiếm một khu vực đông dân cư đã tiến đến con đập đặc biệt là phần phía đông họ đã đánh bật kẻ thù từ đó từ phần phía đông và tiếp tục giữ vững theo quan chức này đây chủ yếu là một thành công về mặt hoạt động và chiến thuật mở ra các cơ hội mới cho cuộc tiến công của nga mỹ đã khuyên tổng thống ukraine volodymyr zelensky ghi lại một tin nhắn video kèm theo di chúc của ông trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã bất ngờ công khai thông tin chiến động này. Ông Kuleba nói với kênh TS News của Ukraine rằng, trước thềm xung đột, Mỹ tin rằng Ukraine sẽ thua. Ở phương Tây, họ cho rằng Zelensky sẽ bị giết nên đã yêu cầu ông quay video để lại di chúc. Cựu Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết, phương Tây khuyên Ukraine chuẩn bị thành lập chính phủ lưu vong và tiến hành chiến tranh du kích. Tại hội nghị an ninh Munich diễn ra vào tháng 2 năm 2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tiếp cận nhà lãnh đạo Ukraine và đề xuất phát triển chiến lược kế thừa quyền lực. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị kế hoạch trong trường hợp ông Zelensky có thể bị bắt hoặc bị giết vào cuối tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Đảng đầy tớ của Nhân dân cầm quyền, ông David Arakhamia cho biết các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể đã kết thúc vào mùa xuân năm 2022, nhưng kỳ ép dưới áp lực của phương Tây đã không đồng ý chấm dứt xung đột bằng cách từ bỏ điều kiện trung lập của Ukraine. Tổng thống Zelensky nhất trí phải cách chức tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrysky Ý kiến này được bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube PoliCA Online của cựu đại úy quân đội Ukraine có biệt danh là Ati Green. Sĩ quan này cho biết, mọi việc đều nằm trong tay Tổng tư lệnh tối cao, cần có ý chí chính trị can thiệp. Sirusky nên bị cách chức và một Tổng tư lệnh có kinh nghiệm thực tế trên thực địa. Từng chỉ huy các lữ đoàn nên được bổ nhiệm thay thế ông ta. Ati Green lưu ý rằng nếu không có hành động quyết đoán như vậy, quân đội Ukraine sẽ chỉ biết rút lui, mất cả lãnh thổ và nhân lực. Cùng với đó, nữ nghị sĩ Mariana Bezuhala cáo buộc tướng Sirusky đã thao túng dữ liệu trong các báo cáo nhằm che dấu thất bại. Ông cũng yêu cầu sát thải vị tướng này. Đồng thời, nữ nghị sĩ này đã đệ đơn lên Cục Điều tra Nhà nước Ukraine nhằm chống lại ông Sirusky. Sau đó, cô còn điều tra đề nghị hành động của người tiền nhiệm Valery Zaluni. Theo cô Bezuhala, Bộ Chỉ huy đã cử những binh sĩ chưa được huấn luyện ra tiền tuyến dẫn đến tổn thất nặng nề. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cũng xác nhận việc tiến hành các cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái UAV của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Ngoài trung tâm chỉ huy ở Kiev, quân đội Nga cũng nhắm vào các địa điểm sản xuất máy bay không người lái và kho dự trữ UAV của Ukraine. Nga không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc tấn công vì trung tâm này dường như đã hứng chịu nhiều cuộc không kích trong tuần. Ngày 29 tháng 10, quân đội Nga cũng đã đề cập đến cơ sở này trong cuộc họp báo hàng ngày Hình ảnh do cựu nghị sĩ Ukraine Igor Moisichuk chia sẻ ngày 30 tháng 10 cho thấy một lỗ thủng lớn trên mái tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu. Ông Moisichuk trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết tòa nhà chỉ bị hư hại nhẹ vì quả đạn không phát nổ. Cũng trong ngày 1 tháng 11, Bộ Nội vụ Ukraine thông báo một tòa nhà của cảnh sát ở Kharkov đã bị tên lửa S-400 của Nga bắn trúng. Blogger quân sự người Nga Boris Rosin viết trên Telegram rằng trụ sở cơ quan cảnh sát Kharkov đã bị tấn công mới đây chuyên gia quân sự và đại tá đã nghỉ hưu anatoly matvichuk cho biết các lực lượng quân sự nga thực sự đã sử dụng chiến lược được gọi là tấn công hệ thống kết hợp cụ thể theo đài sputnik ông anatoly matvichuk cho biết các lực lượng quân sự nga thực sự đã sử dụng chiến lược được gọi là tấn công hệ thống kết hợp cách tiếp cận này còn được gọi là chiến lược tấn công thác đổ kết hợp các cuộc tấn công hỏa lực phối hợp theo thời gian và địa điểm với các cuộc tấn công trên bộ nhắm vào hậu phương và hai bên sườn của đối phương Ông nhắc lại rằng chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc tấn công Uleda và trong các diễn biến mới nhất theo hướng Donetsk. Sau khi những thành công trên chiến trường mở đường cho việc tiếp cận Pokrovsk ở phía Tây Cộng hòa Nhân dân Donetsk tử xưng, Nga đã dựa vào các chiến thuật này một cách có hệ thống. Theo đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu và là nhà phân tích quân sự dày dạn kinh nghiệm Viktor Litokin, thuật ngữ tấn công thác đổ có thể chỉ nhiều đợt tấn công, bảo vệ vị trí cùng lúc với mỗi đợt di chuyển liên tiếp. Ông lập luận, Cuộc tấn công thác đổ không nhất thiết phải là một cuộc tấn công trực diện, có thể bao gồm các cuộc cơ động đánh vào sườn hoặc được thực hiện trên toàn bộ tuyến đầu. Ông Litokin cũng xác định những thách thức đáng kể mà lực lượng Ukraine phải đối mặt, bao gồm thiếu đạn dược và nhân lực, thiếu hỗ trợ trên không và pháo, cũng như không có khả năng tăng cường lực lượng. Ông chỉ ra rằng lực lượng Nga vẫn liên tục tấn công vào các tuyến đường tiếp tế của đối thủ, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Ngoài ra, ông cảnh báo nhiều binh sĩ Ukraine thiếu ý chí chiến đấu và không được huấn luyện đầy đủ. Tờ Trianovosti đưa tin, mới đây Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky đã lên tiếng giải thích về việc nước này từ chối tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Lý do được đưa ra là bởi năng lực hạn chế của Ba Lan trong việc cung cấp viện trợ và kỹ năng yếu kém của Ukraine trong vận hành chiến sự. Ngoại trưởng Ba Lan chia sẻ, chúng tôi đã thay mặt phương Tây gửi viện trợ trị giá hơn 200 tỷ euro tới Kiev. Ukraine có gần 300 xe tăng của Ba Lan, nhiều thiết bị hạng nặng bao gồm cả máy bay, nhưng chúng tôi cũng là quốc gia ở tiền tuyến, chúng tôi cũng cần củng cố năng lực quân sự để phòng thủ. Nhà ngoại giao lưu ý rằng Ba Lan đã làm nhiều việc cho Ukraine hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, phía Ba Lan hoàn toàn thất vọng khi Kyiv đền đáp lại sự giúp đỡ của Ba Lan bằng sự vô ơn rẻ tiền. Ngoại trưởng Ba Lan cảm thấy quốc gia của ông bị xúc phạm khi Ukraine liên tục chỉ trích Ba Lan không làm hết sức khi viện trợ cho Kyiv. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án Ba Lan từ chối chuyển máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Ngoài ra, ông còn phàn nàn rằng vasava từ chối bắn hạ tên lửa trên lãnh thổ Ukraine. Giới chuyên gia phân tích cho rằng, người Ba Lan đã quá kỳ vọng vào Ukraine và tự chuốc lấy nhục nhã. Bởi chính Liên Xô và Nga cũng từng giúp đỡ rất nhiều cho Ukraine, nhưng kỳ ép sau nhiều đời lãnh đạo yếu kém, tự tay phá hoại đất nước, này đã quay lưng với Nga và phỉ báng Liên Xô. Vậy người Ukraine mong đợi điều gì từ một Ukraine từng quay lưng với lịch sử? Và chính Ba Lan cũng như toàn bộ châu Âu đã phản bội lại Liên Xô sau khi đánh bại phát xít. Nay họ lại đang mong người khác nhớ đến công ơn nhỏ bé của mình. Phát ngôn viên Ngoại giao Ba Lan Pavel Vroskin cho hay nước này sẽ không chuyển giao phi đội chiến đấu cơ MiG-29 còn lại từ thời Liên Xô cho Ukraine trước khi Warsaw nhận được các máy bay mới để thay thế. Chia sẻ với hãng thông tấn Ukraineform, ông Vronsky cho biết Ba Lan cũng đang phải đối mặt với một số mối đe dọa nhất định và cần phi đội MiG-29 để phòng thủ. Ông Vronsky giải thích, nếu có thứ gì đó hướng về Ba Lan, phải có phương tiện để đánh chặn. Hiện tại, Ba Lan có 48 tiêm kích F-16 và đã đặt hàng thêm 32 chiếc F-35. Ba Lan hiện chỉ có F-16 và không đủ để đảm bảo kiểm soát toàn bộ không phận. Ông nói thêm, ngay khi có cơ hội thay thế các máy bay MiG, Ba Lan có thể chuyển chúng đến Ukraine. Cũng theo ông, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại xe bọc thép, hệ thống pháo binh và số lượng tối đa MiG-29 cùng phụ tùng thay thế. Hãng tin TASS dẫn lời quan chức Donetsk Igorki Makovsky cho biết, phương tiện chở ông này đã bị các binh sĩ Ukraine với sự hỗ trợ của một máy bay không người lái UAV tấn công. Ông Kimakovsky nói, vụ tấn công xảy ra vào ngày hôm qua 31 tháng 10, chiếc xe chở tôi tránh được tác động từ UAV và đã bị hư hại. Tôi chỉ có thể nói rằng bản thân đã may mắn. Vị quan chức này sau đó đã công bố bức ảnh chụp chiếc xe chở ông hư hại nhẹ ở phần đầu. Hiện phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin được TASS công bố theo thông tin được trang RBC Nga hé lộ. Ông Igorki Markovsky sinh năm 1972 tại thành phố Makayevka thuộc vùng Donbass. Ông tham gia vào chính quyền Donetsk từ năm 2014. Trong đoạn video được hãng tin Sputnik đăng tải, một tù nhân Ukraine bị bắt đã khai rằng các tù nhân trong trại cải tạo Kharkov đã bị buộc phải gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine vì bị dọa tra tấn. <laughs> Забрали меня с места лишения свободы. Приехал покупатель. Собрались мы все в актовой зале и пришли ну, не представители администрации, а батные. То есть, братва пришла с лагеря, Они пообщались, договорились там о своем, покупатели уехали. но перед тем как они уехали нам э, предлагали идти служить в армию и говорили что все будут стоять типа на обеспечении и они уехали нас обратно собрали блатные и сказали что э, ну, поставили нам ультиматум, то что э, если не хотите идти в армию типа будете платить деньги на общак и будем ломать конечности там руки ноги те кто типа не хотят ну, типа, пишите бумаги в армию. Ну, вот нас там с 300, наверное, написало человек 20-30 ну, в эту бригаду. Так, вот ты говоришь, что угрожали пытками, я правильно Ну, так точно. А в чем бы это выражалось? Кто бы этим занимался, как бы происходило? Ну, я там занимал, занимался круг бы блатных на лагере. Они действительно вызывали там бы к себе в шуршу там по одному или всех сразу заводили. И, то есть, были палки дубовые, 143 и брусы. То есть, они угрожали пытками, чтобы что? То есть, ну, какая цель была? То, чтобы ишли все на войну. То есть, писали бумаги, подписывали контракты, чтобы ишли на войну. Ну, я так понимаю, что у них была договоренность вместе с покупателями, то, что э, мы пойдем туда, будем зарабатывать зарплату. И так как и произошло, мы действительно сбрасывали с каждой зарплаты деньги ну, то есть на лагерь. Были ли у тебя какие-то знакомые, кто отказались и вот эти пункты получили? Были. И действительно, на третий день уже, когда мы уехали, мы созванивались с лагерем. У нас был человек, который занимался магазином на лагере. То есть, и когда мы уехали, уже созванивались, так действительно, забили было, одно, ну, не знаю точно одного или не одного, но из-за него точно знаю, что до полусмерти забили. Там поломали руки ему были. И Вы вроде бы были. еще на четвертом отряде тоже был Паша. Тоже вроде бы там не хватало что-то у него по финансам. То есть тоже было такое, что получил там. А на что по финансам не хватало? Ну вот, чтобы заплатить типа ежемесячную плату. Что там платили Ну, там каждый месяц надо было сбрасывать деньги. То есть, если там... Э, ну, э, когда мы сидели, надо было там одну сумму сбрасывать ежемесячно, то есть на общее черное, то э, те, которые отказались бы там идти на войну, то есть у них была там определенная сумма. Ну, я ее как бы не знаю, нам ее не озвучивали, я не успел это услышать Trong một diễn biến đáng chú ý, đại tá quân đội Mỹ Lawrence Wilkerson cho biết các nước phương Tây không có kế hoạch B cho Ukraine sau bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11, bất kể liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky có còn nắm quyền sau chuyện này hay không. Ông Lawrence Wilkerson khẳng định, tất cả lực lượng vũ trang Ukraine sẽ trốn chạy, vứt vũ khí hoặc tiến tới đầu hàng với cờ trắng hoặc quay lại tìm gia đình. Đại tá Lawrence Wilkerson tin rằng các nước phương Tây và NATO đã tự tạo ra tình thế nguy cấp cho chế độ Kiev ở mặt trận và bây giờ họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ không muốn chú ý đến vấn đề này. Về phía Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao nước này ông Andriy Sibiha cho biết Kiev tự tin về sự ủng hộ liên tục của Mỹ, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tuần tới. Bộ trưởng Sibiha cho hay chúng tôi có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân Chủ. Tất nhiên chúng tôi cũng có sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ dành cho Ukraine không phải là từ thiện, mà là đóng góp vào an ninh xuyên Đại Tây Dương, và chúng tôi tin tưởng rằng sự ủng hộ này sẽ tiếp diễn. Cảm giác tuyệt vọng về tiến trình xung đột Ukraine đang gia tăng trong chính quyền Kiev, Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận với văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết. Truy dẫn thông tin từ các nguồn thân cận với Zelensky, hãng tin báo cáo các quan chức ngày càng cảm thấy tuyệt vọng về tiến trình của cuộc xung đột. Các nguồn tin cũng nói với cơ quan này rằng kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới có thể dẫn đến việc kỳ ép buộc phải chấp nhận các điều khoản không mong muốn để giải quyết xung đột hoặc bị bỏ rơi mà không có sự giúp đỡ. Bloomberg nhấn mạnh rằng, vào thời điểm hiện tại, các đồng minh của Kiev đang do dự trong việc hỗ trợ Ukraine và cũng lo sợ leo thang căng thẳng. Hoa Kỳ sẽ mất quyền lực quân sự nếu để Ukraine thua trong cuộc xung đột, tờ Guardian viết dẫn lời một quan chức an ninh ở Kiev. Theo nguồn tin, Mỹ vốn đã phải đối mặt với thảm họa khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Quan chức Ukraine nói thêm, nếu 3 năm sau họ bắt Ukraine, họ sẽ mất tất cả quyền lực nhân sự. Trước đó, trong cuộc gặp với người đứng đầu, các cơ quan truyền thông hàng đầu của các nước thành viên BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục chiến đấu, đồng thời khẳng định chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ thuộc về Nga. Ông cũng lưu ý rằng đánh bại Nga trên chiến trường và giành lại các vùng lãnh thổ mất là điều không thể. Hiện nay ở các vùng đã ổn định kiểm soát như Mariupol, Nga đã biến toàn bộ thành phố thành một công trường xây dựng lớn. Công cuộc tái thiết đang được Moscow thực hiện một cách rất nghiêm túc khi bệnh viện, trường học và nhiều cơ sở dân sự khác tại đây cơ bản đã được hoàn thành. Truyền thông thế giới bắt đầu thừa nhận quân đội Ukraine đang thua trên chiến trường, theo cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Robert Kennedy Jr. cho biết trên mạng xã hội X. Ông viết, các phương tiện truyền thông chính thống thừa nhận cuộc chiến thất bại. Nếu họ trung thực ngay từ đầu, thực tế có thể đưa Ukraine đến một giải pháp hòa bình, hào phóng mà Nga nhiều lần tìm kiếm. Chính trị gia lưu ý, Ukraine không có cơ hội chiến thắng trong cuộc chiến ủy nhiệm mà Mỹ phát động chống lại Nga. Sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk, Tổng thống Nga Vladimir Putin coi không thể có việc đàm phán với những kẻ tấn công dân thường, hạ tầng dân sự hoặc cố gắng tạo ra mối đe dọa đối với các cơ sở năng lượng hạt nhân yuri usakov trợ lý của tổng thống nga sau đó nói các đề xuất hòa bình của moscow về một giải pháp cho ukraine do ông putin lên tiếng trước đó vẫn chưa bị hủy bỏ nhưng hiện tại sẽ không có đàm phán với kiev sau khi phân tích kết quả cuộc khảo sát với hàng nghìn người trả lời trên khắp nước Đức, các tác giả của sáng kiến dừng trừng phạt cho biết chỉ số mệt mỏi của xã hội Đức trước các lệnh trừng phạt đối với Nga, Trung Quốc và Iran đã tăng lên 8,1 điểm trên 10. Cụ thể, 8.974 người đã tham gia cuộc khảo sát hiện tại, kết thúc vào ngày 20 tháng 10. Mục đích của cuộc khảo sát này là ghi lại mức độ mệt mỏi của các lệnh trừng phạt đối với người dân Đức và cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một bức tranh thực tế về cảm nhận của công chúng những người trả lời có cơ hội chỉ ra mức độ mà họ nhận thức được tác động của các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế đức thu nhập của bản thân họ và sức khỏe tinh thần Cuộc khảo sát cho thấy 65% số người được hỏi cho biết chất lượng cuộc sống của họ đã trở nên tồi tệ hơn sau khi các lệnh trừng phạt được áp dụng, đồng thời 77% số người được hỏi đồng ý với nhận định rằng sức khỏe tinh thần của họ đã trở nên tồi tệ hơn sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các nước thứ ba và 87% số người được hỏi bày tỏ lo ngại về tương lai. Các tác giả của nghiên cứu giải thích, trong số những hậu quả kinh tế của các lệnh trừng phạt ở Đức, người dân đặc biệt lo ngại về giá lương thực và nhiên liệu tăng cao, nguy cơ khủng hoảng năng lượng và sự sụt giảm và sự sụt giảm trong sản xuất công nghiệp. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim mới đây đã bác bỏ lời kêu gọi của Mỹ kiềm chế quan hệ hữu nghị với Nga vì Malaysia là quốc gia có chủ quyền và tự đưa ra quyết định. Theo cổng thông tin Free Malaysia Today, Anwar Ibrahim cho biết ông đã đưa ra câu trả lời như vậy với Mỹ trong cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào đồng thời thủ tướng malaysia kêu gọi người đối thoại dành một giờ để thảo luận về xung đột ở trung đông và các cơ hội đầu tư chứ không phải kêu gọi đừng làm bạn với moscow ibrahim nói tôi trả lời rằng đó là vấn đề của bạn đừng nói với chúng tôi chúng tôi là một quốc gia độc lập có chủ quyền chúng tôi đưa ra quyết định cho người dân và quốc gia của mình Mối quan hệ của Kuala Lumpur với Moscow đã được tăng cường nhờ chuyến thăm làm việc hai ngày tới Nga của ông Anwar Ibrahim vào tháng 9. Trong thời gian đó, ông đã tổ chức cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Abbaslan Barakta hôm 1 tháng 11 tuyên bố nước này sẽ khởi động một trung tâm khí đốt quốc tế vào năm 2025. Thông qua hợp tác với gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom, Bộ trưởng Barakta nói với tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Maliyet rằng chúng tôi đã tạo ra một cơ sở tầng vững chắc để triển khai hoạt động của một sàn giao dịch trong Trung tâm Tài chính Istanbul vào năm 2025 theo quan hệ đối tác Botas-Gabrom. Đáng chú ý hơn, Bộ trưởng Apanslan cho biết giá khí đốt sẽ được xác định theo chỉ số khí đốt Istanbul. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng với sự phát triển của trung tâm khí đốt quốc tế, quốc gia này sẽ có sự ưu đãi đặc biệt về giá khi hợp đồng hiện tại với Gazprom kết thúc vào năm 2025. Theo ông, ngay cả khi Ukraine không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt của Nga, sẽ không có vấn đề gì về an ninh nguồn cung, nhưng giá khí đốt có thể tăng. Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng rằng một trung tâm khí đốt sẽ giúp nước này trở thành trung tâm chiến lược về giá khí đốt trong khu vực và cũng tăng lượng khí đốt nhập khẩu từ 50 tỷ mét khối lên 70 đến 80 tỷ mét khối. Điện Kremlin tuyên bố Nga sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah. Trong cuộc họp do ban sáng 1 tháng 11, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Ông Dmitry Peskov cho biết, Nga duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc xung đột, bao gồm Israel, Iran, Liban và các bên khác. Do đó, nếu những nỗ lực của Nga có hiệu quả, Moscow sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải giữa Israel và phong trào Hezbollah. Trước đó, Newsweek dẫn các nguồn phương tiện truyền thông Trung Đông đưa tin, Israel nhờ Nga làm trung gian đàm phán hòa bình với Hezbollah. Truyền thông Ả Rập Xê Út tuyên bố rằng, ngoài ra Israel còn yêu cầu Nga tham gia thỏa thuận ngừng bắn ở Liban đang được phát triển với sự hỗ trợ của các cố vấn của Tổng thống Mỹ Amos Holstein và Brett Markert. Trong một tuyên bố đáng chú ý, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã phủ nhận hoàn toàn những tuyên bố gần đây lan truyền trên mạng xã hội và các tài khoản đáng ngờ, cũng như mọi tin đồn ủng hộ Israel trong các hoạt động quân sự của Tel Aviv. Người phát ngôn chính thức của các lực lượng vũ trang Ai Cập, đại tá Garib Abdel Fares cho biết, quân đội nước này hoàn toàn không có bất kỳ hình thức hợp tác nào với Israel. Quân đội Ai Cập kêu gọi công dân cần xác minh tính chính xác của mọi thông tin được chia sẻ và tái khẳng định rằng các lực lượng vũ trang là lá chắn và thanh kiếm của quốc gia, cũng như cam kết bảo vệ tài nguyên và sự bình yên của người dân. Ông Donald Trump thừa nhận rằng Elon Musk và Robert Kennedy Jr. có thể là những nhân vật có ảnh hưởng trong chính quyền thứ hai của ông nếu ông thắng cử. Nhà báo Tucker Carlson đã thực hiện cuộc phỏng vấn trực tiếp với ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump chỉ vài ngày trước ngày bầu cử Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, Carlson đã yêu cầu ông Trump giải đáp những đồn đoán rằng ông sẽ thuê tỷ phú Musk, ông chủ Tesla, người đã ủng hộ ông, và rót hàng triệu đô la Mỹ hỗ trợ chiến dịch của ông và Kennedy, người đã tranh cử tổng thống với tư cách là ứng viên độc lập trước khi kết thúc chiến dịch và ủng hộ Trump vào tháng 8. Carlson đặt câu hỏi. Ông có nghĩ Bobby Kennedy và Elon Musk sẽ là những nhân vật có sức ảnh hưởng nhưng không nêu cụ thể vai trò của họ trong chính quyền của ông là gì không? Đúng vậy, ông Trump trả lời. Ông Trump đã ca ngợi chủ sở hữu SpaceX, Elon Musk, nói rằng ông đã bối rối trước chuyến bay thử nghiệm Starship gần đây, trong đó công ty đã thành công trong việc bắt được tên lửa đẩy quay trở lại. Một kỳ tích được coi là bước đột phá lớn hướng tới khả năng tái sử dụng của nó. Ông đã mô tả tỷ phú này là một người cắt giảm chi phí tuyệt vời. Lưu ý rằng, Musk nghĩ rằng ông có thể cắt giảm chi phí của chính phủ xuống 2.000 tỷ đô la Mỹ. Ứng cử viên Cộng hòa nói thêm, ông ấy muốn cứu đất nước. Ông ấy nói rằng nếu Trump không được bầu, đất nước sẽ kết thúc. Nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay, ông Donald Trump có thể là tổng thống đầu tiên của Mỹ trong vòng 132 năm qua, phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp. Ông Trump là tổng thống bị đánh bại đầu tiên tái tranh cử kể từ cuối thế kỷ 19. Chỉ có một người đã phục vụ hai nhiệm kỳ tổng thống Mỹ không liên tiếp, là ông Grover Cleveland của Đảng Dân chủ. Ông được bầu làm tổng thống lần đầu vào năm 1884, ông bị ứng viên Cộng hòa Benjamin Harrison đánh bại trong cuộc tái tranh cử năm 1888, mặc dù đã giành được số phiếu phổ thông trong cả hai lần. Để đắc cử tổng thống, một ứng cử viên phải giành ít nhất 270 phiếu bầu đại cử tri. Trong khi đó, ứng viên giành đa số phiếu bầu phổ thông, chưa chắc đã trở thành tổng thống. Năm 2016, ứng viên Hillary Clinton giành được nhiều phiếu bầu phổ thông hơn, nhưng ông Trump mới đắc cử nhờ có nhiều phiếu đại cử tri hơn. Một con hổ được nuôi trái phép đã bị tịch thu từ một cư dân huyện Steramansky, theo thông tin từ văn phòng công tố vùng Krasnodar hôm thứ Năm vừa qua. Video cho thấy các chuyên gia kiểm tra con hổ bị xích. Sau khi làm cho con vật ngủ, họ đã mang nó ra khỏi khu vực tư nhân bằng cách sử dụng một tấm chăn. Văn phòng công tố cho biết, chủ sở hữu không có giấy tờ chứng minh việc mua con vật này hợp pháp, do đó quyết định tịch thu đã được đưa ra. Hoạt động giải cứu con hồ được thực hiện bởi Văn phòng Công tố cùng Cơ quan Giám sát Môi trường Liên vùng miền Nam và có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát huyện Straminski. Hiện tại con vật đã được đưa vào nơi chăm sóc tạm thời cho đến khi xác định nơi ở lâu dài. Bản tin toàn cảnh quốc tế ngày hôm nay xin phép được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.